Một vụ đánh bom khủng bố đã xảy ra ở trung tâm thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ, khiến hai cảnh sát bị thương. Theo truyền thông địa phương, hai đối tượng đã thực hiện một vụ tấn công bằng bom trước cổng tòa nhà Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó một người đã kích nổ xe chứa bom tại lối vào Tổng cục An ninh thuộc bộ này. Đối tượng còn lại ném một quả lựu đạn và bị bắt ngay sau đó. Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Vụ tấn công trên diễn ra chỉ ít ngày sau khi Hội đồng An ninh Quốc gia nước này thông báo sẽ tiễu trừ tận gốc các tổ chức chống đối, trong đó có cảng công nhân người quốc PKK đang ẩn náu ở miền Bắc Iraq. PKK bị chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ liệt vào danh sách khủng bố từ nhiều năm qua. Nhóm này đã thực hiện hàng loạt vụ tấn công đẫm máu tại Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có vụ đánh bom liều chết tại Ankara năm 2016, khiến gần 30 người chết và 80 người bị thương.